chào cả nhà luôn ha cả nhà ơi. Tối nay hai cha con đi cắm câu nha cả nhà. Cả nhà nhìn nước lớn nên đẹp không cả nhà. Này cầm màu dế nha cả nhà. Lâu dữ rồi hai bố con hay vui không có cầm câu cả nhà. Nước nó xiết khô gan nè, tới bữa nay nước mới xả vô nè. Còn nước ngon quá hả bà ha. Đẹp ghê luôn. Cắm dài này cho cả nhà coi. Đầu video vô cũng chúc cả nhà mình, ông bà cô chú và anh chị em mình trên mọi miền đất nước thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống ha, luôn bình an và thành công trong công việc đó nha cả nhà. Ở nhà nhìn cánh đồng lúa, lúa sắp chỗ sắp mặn rồi đó cả nhà, ra cái chân này. Đây ba người thì cắm ở đây. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Nước đẹp quá trời luôn. Cái nhà xem video đó, ủng hộ cho hai cha con xin một like một lượt đăng ký nha cả nhà, có động lực ra những video mới nha cả nhà ơi, để kênh sớm ngày được phát triển cả nhà, kênh không vui không có đề xuất. Ngon quá hả bà ha, ngon ghê luôn. Này bà bắt được mồi nhái đó bà, trời mồi nhái này tầm mấy đã cái nhái gì mồi nhái vậy đã ha. Vô ốc cam đây đó nha, đi thăm vô sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Mười mấy cần nữa cả nhà ơi, bây giờ đi thăm đi quay cả nhà mình xem. Rồi cái hai cha con bắt đầu thăm câu cả nhà ơi, thằng một giờ kia cả nhà, 1-2 giờ đi thăm cái dân về đi ngủ, về ngủ sáng đi làm cả nhà. Ê, dính dính không bự không qua lần đầu tiên làm được em cá lóc rồi cả nhà, đẩy luôn. Ừ, đã không biết nước nhạt mình mấy hết. Nước mới vô qua cả nhà tắt, nước mới vô á. Nước này là tổng nguyên đạn cá quá trời. Hôm nay nước nó xiết khô gan cả nhà, không có không có nước. Sao lúa sắp mần mà ta đưa nước vô ta? Tại nước nhiều quá. Gỡ cá rồi mới múc nước hả? Chơi mạo hiểm nè. Đâu có chơi chơi ngu lấy tiếng như mày đâu. Con làm gì rồi nói con chơi ngu. Cần đầu tiên vậy là im cả nhà. Cần đầu tiên làm con có lóc rồi sang rồi. Ngày mai thấy có đồ ăn rồi đó. Cần này cần lóc u nu rồi cả nhà, cái này mới ngon nè, này ngon mà tính chân nè, không bằng cái này. Chỗ này ngon quá trời, không dính đâu, quá cả nhà, còn ngồi luôn hả ba, rất thiệt. Thôi mới vô cần đầu tiên nó làm ngon quá trời luôn cả nhà, đi một khu cá chục cần sao không có cần nào dính vậy cả nhà. Cái gì ba? Thiệt hay giỡn cả? Cắt tiền thấy không? Ô cá rồi cả nhà, thấy chưa? Như cái chê đã quá. Quá đã. Trời mà mình có cá mình ăn. Rồi mình có chê trong cẩy luôn cả nhà. Im quá. Rồi. Rồi. Rồi cả nhà ơi. Thả hả? Thả rồi. Ôi là trời, dính cá chưa kịp mừng. Ôi trời ơi. Nó về với đại dương luôn rồi cả nhà. Trời ơi cha vô phóng sanh luôn rồi. Trời. Trời ơi này. Nãy giờ cũng đây. Hai dây thẳng băng nè. Trời ơi, đi bụi con cá chê rồi uống gì vậy? Sức không ạ? Chắc cái gô quá. Cá chê chạy tịnh chứ. Dính cá chê chưa kịp mình. Xanh rồi. Tính ngoài nó mình chua à.
chưa chắc đâu ba. Chưa chắc ăn đâu ba. Mài luôn. Mỗi chỗ ngon ngon không, không dính chà. Chưa chắc ăn đâu ba ơi. Trời ơi. Nãy giờ mới dính được con cá lóc một. Mấy tuần rồi, gần 20 tuần rồi. Bữa nay làm được con một không ba? Bảy mấy. Cái gì vậy? Còn không? Đây còn cái con cá. Còn cái nó kìa. Muốn chết là gì rồi. Xem cái nhà cá này cái nhà. Cái đèn như lộ xuống cá quá. Muốn chết thì dùng ghê và rè. Đây còn cái con sống kìa. Quắn lại quắn rồi, quắn khó rồi. Có à, bắn ngủ hả ba? Rồi, trời ơi, cái chi trắng. Xích nữa đi. Khó bảy vậy. Xích luôn, xích quệ rồi. Cái nhà ơi, lụm anh cái chê. Nghe cái chê đó cả nhà. Được chưa? À, đã rồi cả nhà. Rồi. Xích đâu, xích quệ. Ôi, nãy cái chê bành chi trời. Quá thay rồi, em có chê nữa. Cái chê mà làm cái lóc là thọt tay xuống. Rơi đi, cái chê bị rồi. Chê được hai con cũng đủ mồi, đủ ăn. Thôi này đúng không? Ừ, dính cái chê nữa. Xích tới ơi, xích tới ơi. Thôi này nó ngon nè. Thôi. Dính cá này cái nhà. Chết rồi, nó lội như cào cào ghẻ chết cho ba chứ. Thằng này thấy ai cào cào. Con này bự hơn con này nè. Bự hơn không ha cỡ? Bự hơn con này. Chị trắng không? Ồ, cá cho ba. Gần chết cho ba, nó gần chết. Dạ ơi. Ê. Từ từ bạn. Để sức của tao nữa thì uổng lắm à. Thôi à, đừng có sức nữa à. Rồi nè. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Đấy, dạ, lên. Ủa. Cá chập bá luôn, gần chết dữ lắm. Chết nữa. Im, nay gì là con lành cành đào nghe cả nhà. Tưởng đâu gần chết. Quá trời đã. Bà chú. Con lành. Chú, điện chú rồi. Xém tí nữa là ngon cái nồi canh chua hoành tráng rồi. Lâu cái hai cha con cũng đi tắm câu gì đó cả nhà, kiếm cá ăn cả nhà ơi. Tới rồi đi làm mà mình kiếm được con cá ăn thì mình đỡ tốn tiền mua cả nhà. Vui thì được cái ở trong vườn mà có một cái xứ của chỗ vừa ở này thì cá nó hiếm hồi lắm cả nhà, nó không có nhiều như mấy cái nơi khác nhưng mà cũng còn kiếm được cả nhà, còn kiếm ăn được. Cần cái gỗ ngon đó không ăn không chứ hả? Hết mồi hay gì vậy? Qua cái gỗ ghế chứ gì? Cái gỗ dữ lắm, cái nhỏ thôi, gỗ non đó cả nhà, cái gỗ lự vậy. Cái gì? Cái gì dính? Cái cần cuối cùng được làm có mừng không? Thấy cái gì thấy hơi bộ nhẹ quá. Sợ lên có cái gỗ ngồi cừ đẻ luôn. Nhẹ quá không chứ cùng. Ướt nhẹ cái câu kìa nhẹ còn hình. Mới thấy nó ôi cái lóc bạch kỳ luôn. Muốn chết thì ê ê rồi rồi đi luôn rồi đi luôn hả đự rồi mà lẹ rồi đi luôn rồi cả nhà ơi đuổi luôn rồi. Muốn chết rồi, lần đầu ba cũng muốn chết rồi không? Ui, hai con bành tuy luôn. Ba muốn chết rồi, con cá chê nó đi mất tiêu là tới đây con cá lóc ba cũng muốn chết rồi nó đi luôn. Rồi, kết quả dính được 5 con mà bắt được có 3 thôi cả nhà ơi.
đi hai con rồi. Trời ơi, đi hai con bành kia đó nhờ. Ghê trời. Rồi xong phiên. Đời tới số thiệt chứ. Đi tiêu rồi. Thấy nó khờ đi lắm mà sao kỳ vậy. Ai giờ nó không có sợ, nó còn mạnh như trâu thình. Rồi nó đi rồi cả nhà. Thôi chào cả nhà. Chào cả nhà. Kết thúc clip luôn cả nhà. Quý hai con để đi mai mốt mình cầm bắt lại. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của cha con vui ha. Cả nhà cho Duy xin một like như một đăng ký để có động lực làm những video mới nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo nha cả nhà. Còn được có ba con cả nhà.